Subin tiết lộ đam mê đi vũ trường từ thời sinh viên cho đến khi chống gậy. Trở lại đường đua âm nhạc với MV mang tên Hay, Subin để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi có pha tự hủy nhan sắc của chính mình. Không phải ba lát như thường thấy, Subin tái xuất bằng ca khúc mang đậm màu sắc, ăn chơi, từ ca từ đến giai điệu. Với cảm nhận của phần đông khán giả, đa số đều bày tỏ sự bất ngờ trước việc lựa chọn dòng nhạc House vốn mang đậm tính thị trường và không phải là thể loại mà anh chàng từng thể nghiệm trước đây. Trong MV Hey Y, Subin vào vai một người có tình yêu đặc biệt đối với âm nhạc, thậm chí đến mức ám ảnh. Sau lần đầu tiên được một người bạn thân dắt đi nghe nhạc Hey Y ở trong club, anh chàng ngay lập tức tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình. Xuyên suốt MV, nam chính không bị thu hút bởi bất cứ điều gì khác ngoài nhạc Hey Y, bất chấp cả những cô gái luôn xuất hiện muốn gây sự chú ý tới anh. Subin dành cả một cuộc đời để đi club nghe nhạc Hey Y. Dù cuộc sống có ra sao, và ở bất cứ độ tuổi nào đi nữa thì anh chàng cũng không từ bỏ thói quen và niềm đam mê đặc biệt với thể loại âm nhạc này. Bài hát Hey Y là sự kết hợp giữa Subin và nam producer trẻ Haipin. Cả hai đã khéo léo lồng ghép hai dòng nhạc tưởng chừng như không liên quan giữa chất nhẹ nhàng của Abi và âm thanh sôi động của Vinahao để tạo ra giai điệu Vinahi độc đáo. Mới lạ và bắt tai. Được biết, Subin là người trực tiếp sáng tác giai điệu lẫn ca từ cho ca khúc Hey Y. Với âm thanh sôi động cùng vũ đạo gần gũi, Hey Y sẽ khiến người nghe phải nhún nhảy theo trong lần đầu nghe thấy. Với sự trở lại lần này, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một Subin với vẻ ngoài già nua nhưng vẫn giữ đam mê đi bar, quẩy theo nhạc. Có thể thấy, ngoài tinh thần trẻ ăn chơi, già vẫn thế được thể hiện trong MV, nam ca sĩ nhà Space Vesper còn muốn truyền tải thông điệp về tình yêu của anh dành cho âm nhạc sẽ mãi luôn cháy trong anh bất chấp ở độ tuổi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.